showroom của Phan Công Khanh tại thành phố Hồ Chí Minh đã được dọn sạch sẽ. Bắt nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà dân ở Phan Thiết. Điều tra vụ nam giới đang phân hủy trong bụi cây. Nữ du khách tử vong do bị đuối nước ở bể bơi khách sạn tại Quảng Ninh. Xôn xao clip nhóm khách vào nhà hàng ăn sang nhưng bùng trả tiền. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn đón xem phần tin chi tiết liên quan đến vụ Phan Công Khanh lừa đảo chiếm đoạt gây xôn xao dư luận. Mới đây hàng loạt siêu xe trong showroom có tiếng của Khanh đã được dọn sạch để phục vụ điều tra. Đây từng là nơi ước mơ của bao người để có thể sở hữu một chiếc siêu xe, nhưng giờ đây chỉ còn duy nhất một chiếc xe Kia đậu lại. Liên quan đến vụ việc chủ showroom kinh doanh siêu xe có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, Phan Công Khanh bị bắt giữ khẩn cấp vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây hàng loạt siêu xe trong showroom của Phan Công Khanh tại số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã được chuyển đi nơi khác, không còn lấy một chiếc xe sang nào đậu lại. Duy nhất bên hông showroom chỉ còn có một chiếc xe 7 chỗ hiệu Kia đậu lại. Nhiều siêu xe trưng bày trong showroom đã được vận chuyển đi vào chiều mùng 10 tháng 7. Trong khi đó, cửa hàng trưng bày cũ của Phan Công Khanh đặt tại Bình Chánh cũng không xuất hiện những chiếc xe đã chuyển đi từ showroom hiện tại. Sau 2 ngày vận chuyển, toàn bộ siêu xe bên trong cửa hàng của Phan Công Khanh đã được chuyển về nơi khác. Được biết, Phan Công Khanh bước vào mảng kinh doanh xe hơi vào năm 2017 và chiếc siêu xe đầu tiên anh ta sở hữu là Audi R8 đời 2009. Khanh là người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại K-Super, thành lập ngày 7 tháng 1 năm 2020 địa chỉ tại 44 đường số 21, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cây Super có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, đại lý ô tô và xe có động cơ khác. Trước thời điểm trên, Cây Super được biết đến là showroom xe quy tụ nhiều mẫu siêu xe, xe sang nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu tên gọi của đơn vị này là Cây Super và đặt cửa hàng ở Bình Chánh, Đến tháng 6, showroom đổi tên thành cây Super đặt tại quận nhất, xuất hiện cùng logo nhận diện mới. Trước khi Phan Công Khanh bị tạm giữ, showroom đã trưng bày nhiều siêu xe hàng hiếm tại Việt Nam với giá trị lên đến trăm tỷ đồng như cặp đôi McLaren 765LT, Lamborghini Murcielago Roster độ body kit SV, Mercedes AMG GT Roster, Rolls-Royce Phantom 8, Trước khi trở thành ông trùm có tiếng trong giới buôn siêu xe, Phan Công Khanh từng là cầu thủ bóng truyền một câu lạc bộ ở thành phố Hồ Chí Minh và có biệt danh là vua bóng truyền phủi. Ngoài những chiếc ô tô đắt tiền, Phan Công Khanh cũng là người chơi mô tô phân khối lớn có tiếng trong giới trẻ. Khanh cũng thường xuyên có hình ảnh chụp chung với người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, vận động viên thể thao. Như đã đưa tin, Phan Công Khanh và Mohamed Dafa, 27 tuổi, quê An Giang, công tác viên kinh doanh của Khanh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Khanh và Pha bị bắt giữ liên quan đến đơn tố giác tội phạm của chị LTNH, 32 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức. Chị H tố cáo rằng chị mua siêu xe McLaren biển kiểm soát 51F 821XX với giá 10 tỷ đồng. Thông qua mối quan hệ xã hội, chị Hát biết Khanh nên nhờ bán dùm chiếc ô tô Đầu tháng 3 năm 2023, Khanh nói với chị Hát nếu muốn bán thì đem xe qua showroom của Khanh vì có khách muốn mua. Chiều mùng 9 tháng 3, Khanh gọi nhân viên đến nhà chị Hát lấy ô tô chạy về showroom của Khanh để bán. Lúc này chị Hát giao xe mà không giao giấy tờ xe cho Khanh. Đến ngày 23 tháng 5, Khanh cần tiền trả nợ và chuộc chiếc Mercedes G63 đã cầm cố nên nói dối, bảo chị Hát đưa giấy tờ ô tô để khách xem nhưng thực tế không có khách mua. Mục đích của Khanh là lấy bản chính giấy tờ xe để có thể cầm cố vay tiền. Vì tin lời Khanh, chị Hát đưa giấy tờ xe trên cho Khanh. Ngay sau đó, Phan Công Khanh đưa chiếc xe sang cùng toàn bộ giấy tờ cho Mohamad Dafa để đem cầm cho Đặng Minh Huy, 32 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân lấy 2 tỷ đồng. Lãi suất cầm cố là 2% một tháng, thời hạn một tháng. Sau đó, chị Hát liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng siêu xe, nhưng Khanh không trả lời. Nạn nhân đến showroom cây super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều. Do đó, chị làm đơn tố cáo đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn tố cáo của chị Hát, vụ việc đã được làm sáng tỏ. Công an xác định Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Ngày 8 tháng 7, Mohamed Dafa ra đầu thú, còn Khanh cũng bị tạm giữ để lấy lời khai và điều tra vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Phạm Công Khanh và Mohamed Dafa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình tăng vật vụ án và giấy tờ xe có liên quan đã được công an thu giữ. Phạm Công Khanh là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, tài năng, vậy nhưng người này lại lấy những ưu điểm của mình để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ tội trạng của Khanh. Liệu sau điều tra, Khanh sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nào? Các thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo. Vừa qua, một nhóm đối tượng dùng bom xăng ném vào nhà dân gây náo loạn ở Phan Thiết đã bị công an bắt giữ sau hơn một ngày điều tra. Được biết, nhóm đối tượng này đều là những thanh niên ở độ tuổi còn rất trẻ, bị người dân nhắc nhở vì tiểu tiện bừa bãi nên đã sinh thù. Sau khi người dân thông báo trường hợp manh động bị nhóm thanh niên ném bom xăng vào nhà, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phan Thiết Bình Thuận đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Trường Sơn, 22 tuổi, ngụ tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, khi đang trốn tại nhà người quen ở phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết. Và hai đối tượng nữa là Lại Thanh Trường, ngụ tại phường Lạc Đạo, Trương Chí Thiện, ngụ tại phường Đức Thắng. Theo thông tin ban đầu vào tối mùng 9 tháng 7, Nguyễn Trường Sơn đến nhậu tại nhà người quen ở khu phố 5, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Trong lúc nhậu, Sơn có ra ngoài đường đi tiểu tiện và bị con của bà Trần Thị Lờ, nhà đối diện nơi Sơn nhậu nhắc nhở. Bực tức vì bị nhắc nhở, Sơn rủ lại Thanh Tê cùng Trương Chí Thiện ném bom xăng vào nhà bà Lờ trả thù. Để thực hiện hành vi, Sơn lượm vỏ chai bia ở ngoài đường rồi chiết xăng từ xe máy của mình để làm bom xăng Đến dạng sáng mùng 10 tháng 7, Sơn cùng Tê và Thiện dùng bom xăng chuẩn bị sẵn ném hai lần vào nhà bà L gây náo loạn. Bị ném bom xăng, người nhà bà L hốt hoảng không dám ngủ, sau đó trình báo sự việc đến cơ quan công an địa phương. Trước tính chất hành vi manh động của các đối tượng, công an thành phố Phan Thiết đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và truy bắt nghi phạm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Phan Thiết xác định Sơn cùng hai đối tượng trên gây ra vụ ném bom xăng nên tiến hành bắt giữ, sau hơn một ngày điều tra. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi như trên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tình trạng những nhóm thanh niên ngông nghênh, suy nghĩ và hành vi lệch lạc trái với đạo đức pháp luật diễn ra ngày càng nhiều. Những trường hợp này cần được chính quyền quản lý, cũng như đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp để săn đe, ngăn chặn tình trạng phát sinh tội phạm trong xã hội. Thưa quý vị, tại xã Cự Nấm, tỉnh Quảng Bình mới đây, đã phát hiện một nam giới tử vong trong tình trạng đang phân hủy. Người này được phát hiện bởi một nhóm thanh niên trong lúc đi nhặt bóng truyền bị văng xa. Theo xác minh ban đầu, nạn nhân điều khiển xe máy và bị lao xuống bụi rậm tử vong. Ngày 11 tháng 7, người dân trong xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, phát hiện một nam thanh niên tử vong bên đường tỉnh Lộ 561 thuộc thôn Tân Nấm, xã Cự Nấm. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khu vực đã lập tức có mặt để xác định nạn nhân và điều tra vụ việc. Được biết vào chiều tối mùng 9 tháng 7, một nhóm thanh niên trong thôn Tân Nấm đang đánh bóng truyền thì quả bóng văng xa nên đi tìm nhặt bóng. Lúc này họ tá hỏa phát hiện một người nam giới trong bụi cây đang trong tình trạng xác phân hủy. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Cự Nấm đã chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh sự việc và thông báo công an huyện Bố Trạch đến làm các thủ tục có liên quan. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn C. Theo người nhà nạn nhân cung cấp, Em C mượn xe máy của bạn cùng thôn đi chơi vào tối mùng 7 tháng 7 năm 2023. Bước đầu cơ quan chức năng xác định xe điều khiển xe máy lao xuống bụi cây bên đường rồi tử vong. Hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ. Từ đầu hè có rất nhiều những vụ việc đuối nước khi đang đi du lịch xảy ra vô cùng thương tâm. Vừa qua tại Quảng Ninh, một nữ du khách đã bị đuối nước ở bể bơi khách sạn mà nạn nhân lưu trú. Nạn nhân cùng bạn tắm ngoài thời gian quy định nên khi gặp nạn không có cứu hộ cứu vớt khiến người này không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu vào tối mùng 10 tháng 7, hai người phụ nữ là NQA và chị DTN cùng sinh năm 2000 và trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đi tắm tại bể bơi tầng 5 của khách sạn 4 sao Hạ Long Place, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Trong lúc đang tắm, chị N không may bị đuối nước ở giữa bể bơi. Thấy bạn bị vậy nhưng do khu vực bể bơi lúc đó không có ai nên chị QA đã phải chạy xuống gọi nhân viên bảo vệ dưới tầng lên cứu. Tuy nhiên khi bảo vệ chạy từ tầng 1 lên tầng 5 khu vực bể bơi cứu nạn, không may chị N đã tử vong vì đuối nước. Được biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, nữ du khách đuối nước, khu vực bể bơi đã đóng cửa vì thời gian hoạt động theo quy định khách sạn từ 6 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Đến sáng 11 tháng 7, sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về quê làm thủ tục mai táng. Có lẽ đây sẽ là một kỳ nghỉ vui vẻ của hai người. Nhưng không may, sự bất chấp tắm bể bơi và trong khoảng thời gian không theo quy định đã khiến cho một trong hai người không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định. Tình trạng đuối nước không chỉ xảy ra ở khu vực sông nước tự nhiên, mà nó còn có thể xảy ra ngay tại khu vực bể bơi. Vì vậy, mỗi người dân khi đi chơi ở khu vực có nước cần chấp hành nghiêm ngặt quy định, đồng thời khởi động thật kỹ trước khi xuống nước, tránh gặp chuột rút dưới nước vô cùng nguy hiểm. Cũng tại Quảng Ninh, một nhóm thanh niên đã tới nhà hàng gọi hải sản dùng bữa nhưng lại không trả tiền mà rời đi trong im lặng. Chủ nhà hàng vô cùng bức xúc trước thái độ và hành vi của nhóm người này. Bởi nếu thực khách quên không trả thì sau mấy ngày đã quay lại, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu. Vào ngày 11 tháng 7, đại diện chủ nhà hàng Biển Ngọc ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long cho biết, vào hồi 19h30 phút tối mùng 8 tháng 7, nhóm du khách gồm 2 nam 4 nữ đi xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe tới nhà hàng rồi gọi hải sản để ăn sau đó khoảng một tiếng nhóm du khách này đứng dậy ra về nhưng không trả tiền thời điểm này do nhà hàng đông khách nên nhân viên đã không để ý đến lúc thấy bà ăn không còn một ai nên mới phát hiện là chưa thanh toán tiền trong hóa đơn thanh toán số tiền nhóm du khách phải trả là hơn 3 triệu đồng không những vậy các thực khách này đều gọi những món hải sản rất sang trọng trong đó món tôm hùm chiếm một nửa số tiền gặp phải tình trạng khách bùng tiền chủ nhà hàng bức xúc cho hay nhẽ ra nếu quên trả tiền thì mấy ngày nay những khách này phải liên hệ để trả tiền Đằng này ăn xong cả nhóm đồng loạt đứng dậy đi về. Nhà hàng cũng chỉ có hình ảnh ghi lại từ camera, chứ không có số điện thoại của khách để liên hệ. Gần đây cũng có trường hợp hai du khách đi ô tô tới thuê phòng nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long nhưng quên trả tiền, mà đã lặng lẽ rời đi vào lúc 2 giờ sáng, gây bức xúc trong dư luận. Không chỉ Quảng Ninh mà các tỉnh khác đang trong mùa cao điểm du lịch. Tình trạng du khách quỵt tiền xảy ra nhiều hơn trong thời gian gần đây, vì vậy mỗi địa phương cần đưa ra những giải pháp hợp lý, ngăn chặn tình trạng du khách lộn xộn ảnh hưởng tới việc kinh doanh tại các khách sạn nhà hàng. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Những ngày qua phụ huynh Hà Nội có con em thi vào lớp 10 mất ăn mất ngủ vì lo không biết cho con vào học trường nào sau khi trượt vào trung học phổ thông công lập. Với điểm chuẩn các trường tăng cao, nhiều học sinh điểm cao nhưng vẫn trượt nguyện vọng vào công lập. Mới đây Hà Nội công bố 31 trường trung học phổ thông công lập hạ điểm chuẩn, trong đó có 3 trường thuộc hệ chuyên. Sau những ngày phụ huynh lo lắng, xếp hàng từ tờ mờ sáng để lấy hồ sơ nộp cho các con vào các trường trung học phổ thông tư thục vì không đỗ vào công lập. Mới đây các trường trung học phổ thông công lập đã công bố hạ điểm chuẩn vào trường, mở ra nhiều cơ hội cho học sinh vào học. Cụ thể, Hà Nội có 28 trường trung học phổ thông công lập hạ điểm chuẩn vào lớp 10. Ngoài ra, 3 trường chuyên có lớp chuyên cũng hạ điểm chuẩn với một số lớp. Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam hạ điểm chuẩn lớp chuyên Nga, Trung, song ngữ, tiếng Pháp và song bằng tú tài. Bên cạnh đó, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ hạ điểm chuẩn lớp chuyên Nga, Pháp, Toán, Tin, Sinh học. Trong khi đó, Trung học phổ thông Chu Văn An hạ điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Anh và chuyên sinh. Trong các trường hạ điểm chuẩn năm nay, trường Trung học phổ thông Mỹ Đức C điều chỉnh nhiều nhất từ 22 điểm còn 18 điểm, giảm tới 4 điểm tại Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng Thạch Thất giảm 1,25 điểm. Hai trường Trung học Phổ thông Minh Quang và Bắc Lương Sơn cùng giảm 1 điểm. Các trường còn lại giảm dao động ở mức từ 0,25 đến 0,5 điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, trong đợt tuyển bổ sung này, hai trường Trung học Phổ thông Bắc Lương Sơn, Minh Quang được tuyển sinh toàn thành phố, những học sinh chưa tất cả nguyện vọng, có điểm xét tuyển từ 18 trở lên. Như vậy, xét theo khu vực, chỉ 6 trên 28 trường Trung học Phổ thông công lập không chuyên ở nội thành hạ điểm chuẩn, trong đó, Trung học phổ thông Chu Văn An, quận Tây Hồ, trường lấy điểm chuẩn cao nhất, giảm nhẹ từ 44,5 xuống 44,25. Trung học phổ thông Yên Hòa và Cầu Giấy, hai trường thuộc top 10 cũng giảm lần lượt 0,25 và 0,75 điểm. Với lần hạ điểm này, nhiều học sinh có cơ hội được vào học tại trường Trung học phổ thông công lập, phần nào giảm đi sự lo lắng từ phụ huynh những ngày nay. Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển làm thủ tục nhập học trong 3 ngày, từ 11 đến 14 tháng 7, Thí sinh viết đơn đăng ký kèm bản photo phiếu báo kết quả tuyển sinh lớp 10 nộp trực tiếp tại trường từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Các trường sẽ xét duyệt theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Lưu ý thí sinh đã phải hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học ở trường trúng tuyển trước đó theo yêu cầu của sở. Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong 3 ngày, mùng 10 đến 12 tháng 6 với hơn 104.000 học sinh. Trong số này khoảng 72.000 em có chỗ vào công lập, Số còn lại có thể đăng ký theo học các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Vào ngày 12 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo tại miền Bắc mưa rông sẽ xảy ra vào khoảng chiều tối, phần nào xóa tan đi cái nóng vào ban ngày. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo tình hình thời tiết ngày 12 tháng 7 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây Tối nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tại khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.